Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi học ghép vần trong tiếng Việt nhé. Nào, các bé cùng hướng mắt lên trên màn hình và cùng theo dõi video của cô nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bé hãy cùng đánh vần theo cô nhé. A tờ át. A tờ át. Á tờ át. Á tờ át. Ớ tờ ớt. Ớ tờ ớt. E tờ ét. E tờ ét. E tờ ét. E tờ ét. Y tờ ít. Y tờ ít. O tờ ót. O tờ ót. O tờ ốt. O tờ ốt. Ơ tờ ớt. Ơ tờ ớt. U tờ út. U tờ út. Ư tờ ướt. Ư tờ ướt. Các bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu từng vần một nhé. Cô có vần át. Các bé cùng đọc theo cô nhé. A tờ át. A tờ át. Sau đây là ví dụ có vần át. Ca hát. Ca hát. A tờ át. Hạt dưa. Hạt dưa. Cô có vần ắt. Hãy cùng đọc theo cô nhé. Á tờ ắt. Á tờ ắt. Sau đây là ví dụ có vần ắt. Khăn mặt. Khăn mặt. Á tờ ắt. Gặt lúa. Gặt lúa. Cô có vần ất. Các bé cùng đọc theo cô nhé. Ở tờ ất. Ở tờ ất. Sau đây là ví dụ có vần ất. Trái đất. Trái đất. Ở tờ ất. Mật ong. Mật ong. Cô có vần S. Các bé cùng đọc theo cô nhé. E tờ S. E tờ S. Sau đây là ví dụ có vần S. Con vẹt. Con vẹt. Tờ S. Két sắt. Két sắt. Cô có vần S. Các bé cùng đọc theo cô nhé. E tờ S. E tờ S. Sau đây là ví dụ có vần S. Kết bạn. Kết bạn. E tờ ết. Con rết. Con rết. Cô có vần ót. Các bé cùng đọc theo cô nhé. O tờ ót. O tờ ót.
Sau đây là ví dụ có vần ót. Quả nhót. Quả nhót. Otter ót. Giọt nước. Giọt nước. Cô có phần ốt. Bé cùng đọc theo cô nhé. Ô tờ ốt. Ô tờ ốt. Sau đây là ví dụ có phần ốt. Cột cờ. Cột cờ. Ô tờ ốt. Cà rốt. Cà rốt. Cô có phần ớt. Các bé cùng đọc theo cô nhé. Ơ tờ ớt. Ơ tờ ớt. Sau đây là ví dụ có phần ớt. Cái thớt. Cái thớt. Ơ tờ ớt. Quả ớt. Quả ớt. Cô có phần ít. Các bé cùng đọc theo cô nhé. Y tờ ít. Y tờ ít. Sau đây là ví dụ có phần ít. Quả mít. Quả mít. Y tờ ít. Thịt bò. Thịt bò. Cô có phần út. Các bé cùng đọc theo cô nhé. U tờ út. U tờ út. Sau đây là ví dụ có phần út. Út chì. Bút chì. U tờ út. Chim cút. Chim cút. Cô có phần ướt. Các bé cùng đọc theo cô nhé. Ư tờ ướt. Ư tờ ướt. Sau đây là ví dụ có phần ướt. Mứt tết. Mứt tết. Ư tờ ướt. Dứt khoát. Dứt khoát. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Lâm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!